Chúng tôi là cũng có muốn có cái buổi chia sẻ Phật Pháp gì đó. Ngoài cái việc là chúng ta nhắc nhớ cùng với nhau trong tinh thần tu học, mà cũng là một cái cơ hội điều kiện để mà hồi hướng công đức cho người thân của mình. Bởi vì đối với người tu chúng ta thì quý vị mình biết là bổn phận chúng ta, ngoài cái việc ông bà cha mẹ qua đời, chúng ta tổ chức cầu nguyện, làm những công việc phước đức để hồi hướng cho người thân của mình. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ cái điều mà cao quý nhất mà lời xưa Đức Phật đã xác nhận, đó là cho dẫu có ai có đem bảy báo thế gian mà cúng dường đó quý vị, cũng không bằng đem giáo pháp của Phật mà quảng bá. Cho nên gia đình chúng ta có hữu sự tang chế hay tuần tự dỗ quải mà chúng ta tổ chức được cái chương trình chia sẻ Phật Pháp, thì chúng tôi nghĩ đó là một cái công đức có thể nói là rất là thù thắng quý vị mình, rất là thù thắng. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Mà trong cái công đức truyền bá Phật Pháp thì Đức Thầy mình đã xác nhận trong quyển 5 rồi. Ngài đã cho biết làm sao, Ngài đã kêu gọi là cả tiếng kêu cùng các chư Tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh, thì công đức Phật từ bi vô lượng. Cho nên đối với người tu học chúng ta, ngoài cái việc chúng ta làm những công việc từ thiện, làm những công việc trao tâm sửa tánh hay là bố thí gì đó, thì chúng ta không thể quên được một cái món công đức rất là lớn, đó là cái phương pháp gọi là pháp thí. Pháp thí đây thì ngày xưa Đức Thầy dạy chúng ta nó có một vài cách. Thứ nhất đó là in ra ha, như Ngài đã cho biết là ai làm phước in ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc sau này. Ngày xưa đó thì đa số đồng đạo chúng ta là xem giảng không à. Thì những người mà muốn truyền bá Phật Pháp thì không ngoài gì hơn là chúng ta in giảng ra để cho người khác xem, coi theo đó mà phát tâm tu, thì đó cũng là cái công đức truyền bá. Chép hoặc in. Nhưng mà thời buổi bây giờ thì cái chương trình công nghệ nó được tiến bộ hơn. Ngoài cái việc mà chúng ta xem, chúng ta có thể nghe. Cho nên bây giờ không còn là in giảng, cũng còn in, nhưng mà chúng ta phát triển thêm nữa là mình ghi vào mê, ghi vào thẻ những cái bài giáo lý Đức Thầy, hay là những cái buổi thuyết trình giảng đạo gì đó, hay là những anh em huynh đệ đi đây đi đó để mà quay những cái chương trình mà nó được gọi là chánh đáng đó, ý nghĩa đó, để cho đồng đạo ở xa mà có dịp xem, thì đó cũng là một cái công đức rất là lớn quý vị mình. Bởi vì lời xưa đã xác nhận đó là tấm lòng thì tiếp nối tấm lòng, mà bàn tay thì tiếp nối bàn tay. Nhiều tay mới vỗ nên bột. Không có công việc gì một người mà làm được, mà cần phải có nhiều người. Mà ngoài thế gian mình đã nghe cái câu đó là một cây làm chẳng nên non, mà ba cây nhụm lại mới nên hòn núi cao. Giống như chương trình hôm nay cũng vậy. Đại Nga đầu tiên có cái phát tâm là muốn có một cái buổi chia sẻ Phật Pháp để hồi hướng người thân của mình. Rồi chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp để đến đây. Mà nếu như không có cô bác đồng đạo mình tới đây để mà ủng hộ đó, thì cái buổi này không thành. Giữa gia đình, giữa cái người phát tâm nói, rồi phải có người phát tâm nghe nữa. Chứ dụ có người phát tâm nói mà không có người phát tâm nghe, giờ cái ông nói, ông đứng đây ông nói với ai quý vị? Quý vị mình đồng ý không? Giờ này giờ trưa nghe quý vị, thường thường ta nói chuyện là buổi 8 giờ tới 10 giờ, hoặc giả là buổi xế, giờ này ngay 12 giờ rồi. Giờ này là thần kinh mà nó căng thẳng lắm, cô bác mình ngồi cố gắng ha, đừng để cho mình buồn ngủ này kia. Lâu lâu rồi cũng so mắt này kia, có dầu sức này kia cho nó hết buồn ngủ rồi quý vị. Tại vì giáo pháp thì mình sẽ y vào giáo pháp mình nói thôi, chứ không phải là những cái buổi mà người ta tiếu hài này kia thì nó có những cái niềm vui. Nhưng mà giáo pháp thì chúng ta dựa vào cái lời dạy để mà mình trình bày. Những cô bác nào mà mình nhận nhìn được, mình thâm nhập được, thì cái tinh thần chúng ta nó bớt đi cái sự buồn ngủ. Còn đôi khi nó không trúng ngay cái bệnh của mình, thì đôi khi chúng ta nghe nó cũng không có thâm nhập, thì đôi khi con ma buồn ngủ nó cũng dễ xâm nhập lắm. Thì thưa quý vị, đó là những cái lý do để mà mình nói lên cái tinh thần của gia đình và của tất cả cô bác anh chị em mình. Thì trong cái giờ trưa thời tiết nóng bức, vả lại cô bác anh chị em mình thì cũng có công việc gia đình, chúng ta đi đám thì cũng còn đám này đám kia phải không? Bây giờ đồng đạo mình con nghe nói ngồi lại là hỏi bữa nay đi mấy đám, tính hồi là 5-7 đám không đó, có khi 10 đám nữa, vô không dám ngồi dùng nữa, cúng xong tranh thủ đi uống miếng nước rồi đi. Mỗi ngày có lần đó phái đoàn nó đi một ngày 20 đám. Nhưng mà hôm nay thì mình nếu mà có trùng đám thì thôi mình cũng hẹn lại những tuần sau. Tuần này mình ở đây lâu một chút, một vài tiếng đồng hồ, khoảng hơn một tiếng đồng hồ trở lại. Ngoài mình chia sẻ rồi mình cúng kiến dòng do thì cũng khoảng hơn tiếng đồng hồ. Thì nếu không đủ thời gian cho những cái nơi khác thì thôi mình hẹn lại. Vì đám thì nó tuần này không được còn tuần khác. Còn cái chương trình chia sẻ Phật Pháp đó quý vị, là không phải lần nào chúng ta mới tổ chức được. Đại Nga thì đã gợi ý trong những tuần trước, nhưng đến hôm nay tuần thứ 7 là cái tuần cuối rồi. Nếu mà không tổ chức được nữa thì phải đợi tới 100 ngày hay là giáp năm mãn tang gì đó chúng ta mới có cái tuần nữa. Đây là cái tuần thất 49 ngày, tức là tuần chót trong 7 tuần. Thì thôi chúng ta cũng cố gắng để mình làm bổn phận để mà đáp lại cái sự chiếu cố của gia đình và cái lòng mong muốn của gia đình. Thì đó là một vài lời để nói lên cái tinh thần của buổi chia sẻ hôm nay. Thì bây giờ trở lại trong cái buổi chia sẻ thì một là cái người nói sẽ tự trình bày một cái đề tài nào đó để mà cho cô bác mình nhận thức, tham khảo. Hai là quý vị mình sẽ nêu lên những cái câu giảng hay là những cái ý gì đó mà trong đời tu chúng ta còn thắc mắc, mình chưa có thông thoáng được, chúng ta chưa có hanh thông được thì mình nêu lên. Chúng ta chia sẻ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ trở lại hay là 50 phút, 45 phút gì đó. Khi nào cảm thấy hội trường mình viên mãn thì chúng ta sẽ dừng lại, thống nhất mình sẽ bế mạc cái chương trình này. Thì con xin được thông báo như thế. Thì thôi giờ các bác mình chọn cái điều nào. Giờ quý vị mình nêu lên câu giảng hay sao? Trong hội trường mình đây có ai nhớ câu giảng nào không, nêu lên đi. Chứ tự thiết thì con thấy thôi thuyết trình bây giờ nó phổ thông lắm. Nhất là bây giờ bên giáo lý viên đó, hàng tháng hàng quý là người ta thuyết trình, của bác mình chắc cũng có đi dự rồi. Thì cái chương trình thuyết trình thì ví dụ như mình thiết một chủ đề về ăn chay, về cúng lại, về niệm Phật, con này thấy những điều này mình đã nghe rất nhiều rồi. Thì thôi bữa nay mình linh động đi, quý vị mình cứ đưa lên một cái câu giảng rồi đưa lên. Mà nếu đại hường trúng tủ á thì con mở ra ha, còn trúng tủ mà quên chìa khóa thôi đóng lại để đó chờ người khác mở. Để như vậy ha, cho nó mình tức là buổi nay mình hỏi được nhiều câu giảng. Dạ dạ mời cô. Chuyện cái mi cho cô nói luôn đi. Vậy ha, dạ. Dạ dạ. Nhưng mà bốn là diện mục như thế nào? Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Rồi mời cô an tọa, bởi vì mình ủng hộ một tràng pháo tay à. Thì thưa quý vị, cái ý kiến vừa nêu lên cái chương trình gọi là tham khảo những cái câu giảng Đức Thầy thì không cần mất nhiều thời gian thì đã có một cô đồng đạo mạnh dạn đứng lên đưa lên hai câu giảng, đó là lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục. Thì con nhớ hai câu giảng này đó là trong cái bài Sa Đéc nha quý vị. Đức Thầy viết vào ngày rằm tháng 4 năm Canh Thìn 1940 tại Sa Đéc. Thì nói sơ một chút xíu, đây là cái giai đoạn đầu, giai đoạn mà Đức Thầy bị người Pháp mở đầu cho trang sử Bi Đát Phật Giáo Hòa Hảo. Đức Thầy chúng ta ra đời được 10 tháng 24 ngày. Thì tới ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn thì người Pháp đưa Đức Thầy chúng ta lên Châu Đốc vài tiếng đồng hồ, sau đó là về Sa Đéc. Ở đây được 6 ngày ha, từ ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn cho tới ngày 18 tháng 4 năm Canh Thìn. Thì trong cái ngày rằm tháng 4 năm Canh Thìn là cái khoảng giữa của cái thời gian 6 ngày Đức Thầy ở tại Sa Đéc, tức là ở tại nhà của cái ông gọi là Chùm Sói Phủ Nam Kỳ, cái ông Chùm Mật Thám Nam Kỳ. Sói Phủ tức là ông Ký Giỏi, không phải, đây là Chùm Mật Thám tức là ông Ba Cò Ba Jin đó quý vị. Thì ông này ông có trách nhiệm là theo dõi những người yêu nước, ai mà lọt vào tay ông thì ông sẽ tra khảo, dùng cái từ là không chết cũng bị thương. Thì đây nó cũng có nhiều giai thoại dài dòng lắm nhưng mà con nói vắn tắt đi. Thì khi ông đó, thầy đến đó rồi chẳng những ông không đá động tới một cái sợi lông hay là một cái cọng tóc của Đức Thầy, mà ông còn cho phép người thân của ông đến để mà trị bệnh. Cho nên đó là một cái điều hết sức là mầu nhiệm. Thì quý vị mình biết là trong cái khoảng thời gian này đó thì người Pháp họ mới nói như thế này, là tôi nghe nói ông Tư đó là viết giảng viết kệ hay lắm. Thì thôi bữa nay đó là tôi nghĩ cái đó chỉ là lời đồn thôi, mà không biết là có xác thật hay không. Thì thôi giờ nếu mà có xác thật ông có cái tài viết giảng hay, viết kệ hay để mà dạy tín đồ, dạy chúng sanh nói chung đó, thì thôi trước mặt chúng tôi đây là ông viết giảng viết kệ đi. Thì lúc này Đức Thầy liền cầm bút viết lên liền. Nhìn cuộc thế bộn bề sống dậy, cửa thiền môn còn hỡi phá then, nương xứ xa tạm viết với đèn ngọt, tỏ tâm sự của người liễu đạo. Thì đây cái bài nó rất là dài, nhưng mà trong đây trích hai câu đó là lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục. Lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng, chừng ơn trên ban được lục thông, thầy được Tây Đông du thuyết. Thì đây là hai cái câu mà có thể nói là nó có một cái chiều sâu về cái Phật Pháp, về cái lý tánh nha quý vị. Thường thường cái này bên mấy ông người ta thích tìm hiểu lắm, mà không biết quên mấy cô mình Bữa nay cũng thích tìm hiểu vấn đề này ha, tức là nó đi sâu vào cái tìm hiểu về Phật Pháp mà nó đi sâu vào nội tâm. Thường thường thì chúng ta tu những cái Pháp gần gần thấp thấp gì đó để cho mình dễ nhận thức, dễ tu, nhưng mà có những cái Pháp gọi là nó sâu xa hơn thì thôi con cũng cố gắng vận dụng để mà chia sẻ cùng với quý vị ha. Sao mấy cô này nè, sao muốn về hay gì? Vậy hả? Vậy ha, dạ. Thì thôi bây giờ mình đi vào trình bày, tức là lòng ngộ rồi, chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục. Thì lòng ngộ rồi là sao? Tức là lòng mà theo kinh điển gọi là chữ tâm, tâm tức là lòng. Thì hãy nói tới lòng tức là nói đến cái cốt lõi của người tu chúng ta. Thì người tu chúng ta thì mặc dù ở bên ngoài chúng ta làm tất cả các việc thiện hay là làm những cái công tác gì bên ngoài, nhưng mà phải quan trọng trở lại là cái tâm và cái lòng chúng ta là phải có một cái sự tu hành quyết liệt và phải có một cái sự giác ngộ sâu xa, đó là điều cốt lõi. Cho nên có lần thầy nói đó, đồng ý người tu chúng ta phải đi chỗ này chỗ nọ, phải coi như giao du bên ngoài, nhưng mà quan trọng trở lại là Đức Thầy khẳng định đó là Phật tại tâm chớ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Cái câu này có nhiều quý vị không chịu đi núi, cái lấy ra bác đồng đạo mình nói sao thầy, nói mà tìm kiếm ở trên non núi, hỏi tới 12 tháng 8 cái đồng đạo đi núi đi non làm gì, đã thầy nó không cho mình đi núi rồi. Không phải, cái câu này ý Đức Thầy nói mình đi là đi, nhưng mà phải biết quay trở lại tu ngay cái tâm của mình. Chỉ sợ cái mình đi thì mình chỉ chạy theo bên ngoài không, mà không biết trở lại tu ngay nội tâm của mình. Còn ví dụ cái người đó người ta đi rồi, người ta cũng có thời gian người ta ở lại, người ta tu ngay cái tâm của mình, hoặc giả là tu trong cái hoàn cảnh mình đang đi đó, thì cái người này cũng không có sai. Chứ mình không phải mình nghe thầy nói vậy cái ở nhà hoài không dám đi đâu hết. Nghe quý vị, núi non không đi, Lễ Lộc không đi, Tuần Tự không đi, Dỗ Quải không đi, tu mình viết rồi nó buồn tẻo buồn teo riết rồi thôi từ từ sụt lùi cái không tinh tấn, cái bỏ đạo luôn. Cho nên đôi khi có những người hiểu lầm mà làm cho đời tu chúng ta nó không được thăng tiến. Tức là chúng ta được phép giao du, được phép tiếp xúc với tất cả việc bên ngoài, nhưng mà phải tu trở lại cái tâm của mình, chứ đừng có chạy theo bên ngoài không rồi không trở lại bên trong. Cho nên chúng tôi có lần nghe quý đồng đạo nói đó, cái người tu mà nó có nhiều dạng lắm. Ví dụ như cái người mà người ta tu ở nhà không niệm Phật, trao tâm chĩa tánh, học kinh sách gì đó, thì cái người này gọi là cái gì? Gọi là cái bậc gọi là cái người tu nhập thể, tức là tu trở lại bên trong. Rồi cái người cũng tu nữa mà người ta giao du tiếp xúc bên ngoài thì gọi là gì? Cái người tu tiếp hiện. Tu nhưng mà người ta cũng tiếp xúc bên ngoài nhưng mà vẫn không xa cái đạo. Nó nhiều cái tu lắm. Tức là rồi có người thì chuyên tu, có người thì kiêm tu. Chuyên tu là sao? Tức là cái vị này người ta chỉ ròng rạc lo tu thôi, lo hành đạo thôi, giống như Đức Thầy dẫn giải cái hạnh của các nhà sư đó. Hoàn toàn ly khai gia đình, quê hương, bè bạn, dựa thân vào cửa thiền hoặc núi non âm cốc. Hàng ngày chỉ chuyên lo kinh kệ, săn sóc cảnh già lam, trao luyện đức lành, dồi mà trí tuệ, hầu giảng giải cho bá tánh thập phương nghe, để hoài đầu hướng thiện quy Phật Pháp, không còn thiết đến việc đời, gia đình, nhà cửa. Nhà sư là cả thế gian, thân quyến nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng. Đó là hạng người dốc tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi. Thì đây Đức Thầy giảng giải là cái người này gọi là chuyên tu, tức là không lo kinh tế làm ăn, không lo đời sống, mà nhờ người khác ủng hộ để dành cái thời gian mà tu tập. Còn cái người cư sĩ của mình là Đức Thầy khẳng định sao? Mình còn nặng nợ gia đình nè, quê hương bè bạn, nên chưa thể làm các nhà sư Ni Cô Đặng. Chúng ta thì là cái dạng gọi là kim tu, vừa tu mà vừa là. Thì bên nào nó cũng được cái lợi, nó cũng được cái hại. Làm sao? Cái người mà chuyên tu á thì có thời gian tu là rất quý rồi đó. Nhưng mà cái người này gọi là cái gì? Gọi là mượn vốn mà đi buôn á. Bởi vì mình dành thời gian tu, mình không lo đời sống, thì đời sống mình phải nhờ người khác lo hộ. Mà nếu mình làm ăn có lãi thì sao? Trả lại người ta làm ăn lỗ sao? Mất chì mất chài. Đồng ý không quý vị? Còn cái người mà vừa lo tu vừa làm ăn á là cái gì? Tức là mình đi buôn bằng vốn của mình, đúng không? Nếu có lời thì tốt, có lỗ không sao, bởi vì vốn của mình mà. Còn kia mượn vốn đó nha, lỗ là coi như là nguy hiểm. Cho nên đối với người tín đồ giáo hảo chúng ta đã gẫm lại, đa số chúng ta là ở cái dạng gọi là kim tu, tức là đời sống mình không phụ thuộc vào người khác, chúng ta tự làm. Chứ Phật Thầy nói đó, đổi công nuôi lấy tấm thân, Đừng ham những chuyện phi nhân gạt lường, dầu vàng bạc đầy rương tràn tủ mà cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn. Đó là Ngài dạy cái phương pháp gọi là kim tu, vừa làm vừa tu. Rồi Đức Thầy cũng dạy mình một phương pháp kim tu nữa là ở đâu? Trong cái quyển 5 đầu tiên Thầy nói là sao? Dẫn giải Hằng Khúc cái Thầy nói là sao ta? Là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc đó, nhưng mà cũng chuyên tu hành. Lo làm nhưng mà phải lo tu à. Rồi xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao chia, gắn công trì niệm sớm khuya, thân tí còn tốt mà tâm lìa cõi mê à. Cho nên Đức Thầy dạy mình rất là hay quý vị. Mặc dù làm nhưng mà tại sao nói làm thì ta phải dính vào cái việc làm, phải thích, phải mê này kia, nhưng mà cũng đồng thời làm. Nhưng mà chúng tôi nói quý vị một ý như thế này: nếu như chúng ta chưa giác ngộ tu đó, chúng ta làm cái việc gì là mình đặt hết tâm hết ý vào việc đó, đúng không? Mình nghĩ đời sống mình là có nhiêu đó, những cái gì mong ước mình đặt hết vào đó, thì đó là chúng ta chưa giác ngộ. Còn hôm nay con của bác mình cũng làm ăn, cũng tạo ra tiền, nhưng mà chúng ta không nghĩ cái này là cái mục đích chính của mình, mà chỉ là phụ thôi. Mục đích chính của mình là gì? Là tu đó. Nhưng mà bây giờ không lẽ mình tu ăn bông uống nước sao? Đúng không? Đâu phải Phật tiên đâu ăn bông uống nước, cũng phải ăn cơm, cũng phải có thực phẩm. Do vậy bắt buộc phải làm. Mà cái làm này là để trợ cho cái tu, chứ tôi không đặt nặng về cái làm. Thì như thế là chúng ta có làm nhưng mà chúng ta không bị kẹt. Còn nếu mình không nghĩ như vậy, mình cứ đặt hết đời sống mình vào cái vật chất này, cái công vườn này, cái miếng rẫy này, cái xịa rau này, cái công việc làm này, và chúng ta không có một cái hy vọng hướng về cái việc khác, thì chúng ta bị mắc vào cái việc làm. Bây giờ con nói tỷ dụ như quý vị mình đi lên Sài Gòn đó, mục đích mình là lên Sài Gòn, nhưng mà mình đi trên đường không lẽ mình không nói chuyện với ai, không gặp cảnh mình không lẽ mình không nhìn. Nhưng mà tôi nhìn chứ mục đích tôi là phải đi tới Sài Gòn. Còn cái người nào đi cái gặp cảnh nào đó ham ở lại luôn, quên cái mục đích của mình cuối cùng là lên Sài Gòn, thì như thế là chúng ta lấy cái phụ mà bỏ cái chánh. Cho nên hôm nay mục đích chúng ta là gì? Là về Phật, là từ bỏ thế gian. Nhưng mà bên cạnh đời sống của người bình thường, chúng ta phải làm, phải tạo ra tiền, nhưng chúng ta không chết ở chỗ tiền, không ở chỗ vật chất này, mà cái mục đích của tôi, cái mục đích cuối cùng là tôi phải về Phật. Thì như thế là chúng ta không bị dính mắc vào đây à. Câu nói gì các bác mình thấy rõ không? Nhận được không? À. Tức là chúng ta nói phải thực tế như vậy, chứ không phải nói mà mình không nắm bắt được à. Phải là giải thích nó phải rõ ràng, và chúng ta phải nắm bắt được và phải thấy là nó đúng trong cái đời sống của mình. Mà cái đó là cái dạng tiến bộ. Còn những người dính mắc vào đời sống, tức là chúng ta không có một cái hướng gì nữa, mà chúng ta chỉ biết cái cuộc đời mình có nhiêu đó thôi. Tôi chỉ biết là bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu vàng dòng, bao nhiêu đất ruộng, bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu người thân. Rồi tư tưởng không có một cái tương lai gì hết, không suy nghĩ đến một cái chuyện xa xăm gì hết, không có một cái con đường rõ ràng gì hết, là chúng ta chưa có một cái lý tưởng nhất định. Thì trở lại đây tức là lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục. Tức là chúng ta nói đến cái tâm của người giác ngộ có tu rồi, thì chúng ta sống trong một cái đời sống là chúng ta có một cái sự giác ngộ à. Tức là trở lại ngay cái tâm của mình. Dù làm bất cứ việc gì mà tâm chúng ta phải có tu, thì đó là người có giác ngộ. Lòng ngộ tức là tâm chúng ta đã tỏ đó quý vị. Ngộ là tỏ, nhận được, hiểu được đó. Ví dụ như cô bác mình giờ ở đây nè, ai đã phát tâm ăn chay, cúng lại, niệm Phật, có cái lý tưởng giải thoát, có thể tạm thời là mình đã ngộ rồi đó. Tức là cái ngộ ban đầu á, cái giác ngộ ban đầu á. Còn cái người nhận được đi đến cái chỗ liễu đắc luôn, thì cái đó là cái giác ngộ cuối cùng. Cái đó là cái giác ngộ là đi đến cái chỗ rốt ráo. Còn chúng ta đã tỉnh thức, đã nhận nhìn được cuộc đời này giả tạm rồi, ít nhiều chúng ta đã có cái ngộ rồi đó. Tức là không còn bị mê lầm. Đạo Phật phân ra nhiều giới quý vị. Một là chúng ta có được cái gì? Chúng ta có được cái hiểu biết phân biệt, thì chúng ta không còn rơi vào tà kiến nữa. Tức là nhìn cái gì biết rõ phân biệt được. Còn khi mà mình chưa giác ngộ tu, mình nhìn cái gì mình không phân biệt được, gọi là mình còn nằm trong cái tà kiến à. Gặp tà cũng tưởng, mà gặp chánh cũng theo, không biết phân biệt kiểu nào hết, thì gọi là tà kiến. Còn hôm nay quý vị cùng chúng tôi đã phân biệt được cái gì là tà, cái gì là chánh, cái gì là chơn, cái gì là ngụy, là chúng ta có cái giác ngộ đầu tiên. Tức là đã có được cái chánh kiến, không còn tà kiến. Rồi tiếp theo là chúng ta có được cái gì? Chúng ta có được cái suy nghĩ đúng. Theo ngoài thế gian mình chưa giác ngộ tu, mình suy nghĩ thường là nó lệch, không đúng với chánh đạo. Tà kiến rồi biên kiến ha, tức là thấy một bên, nhịn bên, suy nghĩ một bên. Rồi giới kiến thủ này kia, đó là những cái phiền não căn bản của người chưa giác ngộ tu. Còn hôm nay mình đã giác ngộ tu, mình có được những cái trạng thái này là chúng ta có được sự giác ngộ. Cho nên trở lại là lòng ngộ rồi, tức là đã nhận đạo được rồi thì không đợi nhiều kính. Ủa nói sao ngộ, sao có chỗ thầy khuyến khích mình đó là trai với gái ráng coi sử sách, hay là phải cái ráng coi như là thầy, thậm chí thầy còn dặn là viết cho bá tánh ít tà, đi làm ruộng rẫy bỏ hờ theo xem. Tức là khi mình đi làm ruộng, thầy cũng đe dặn mình đem giảng thêm kinh theo xem. Hay là học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn băng phân, ai cũng phải đọc giảng mới hiểu. Mình sao chỗ đây đức thầy nó không cần nhiều kinh là không cần coi giảng. Mình sao nó có ngược nghĩa không? Có ngược không quý vị? Nó ngược hay không để nó tiếp đi, chứ sao tới chỗ này tôi cũng lu bu quá. Là như thế này, tức là cái giai đoạn đầu tiên khi nhập đạo là con quý vị mình ai cũng phải coi kinh sách hết, đúng không? Phải coi kinh sách đặng hiểu đạo đặng tu, chứ mình không coi kinh sách thì sao mình hiểu đạo? Rồi tu mù tu mờ, gọi là tu mà lu bù. Thầy nói là dáng tu dẹt phá đạo lu bù. Mấy người tu mà không hiểu gọi là tu lu bù đó, đụng đâu cũng tu. Thì khi mới giác ngộ là con quý vị mình ai cũng phải xem sách xem kinh hết. Nhưng mà xem rồi thời gian đó là văn tự thôi. Mà muốn tiến bộ hơn là chúng ta phải hiểu đạo. Bởi vì đạo không, nó chỉ dựa vào ẩn trong văn tự đó. Mà khi mình xem văn tự đó mình phải hiểu được cái ý. Có người xem cả đời mà chỉ biết văn tự thôi, không hiểu ý gì hết, thì đây là gì? Là chưa có ngộ. Còn khi mình đã hiểu rồi, chân lý tôi đã hiểu rồi, thì bây giờ có xem văn tự nữa hay không cũng không quan trọng, vì tôi đã hiểu rồi. Mà đây là cái giai đoạn tiến bộ nha. Chứ người mới vô tu nó lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, không cần coi kinh gì hết, kiểu này là thua. Cái này là dành cho cái người đã có thời gian tu học cái trình độ rất là cao rồi, đã từng nghiên cứu giáo lý thầy rồi, người ta mới ngộ, mới nhận được cái chân lý. Cái văn tự đó là phương tiện nghe quý vị. Mình coi văn tự mình phải hiểu được cái ý trong đó. Còn mình coi văn tự mà mình không được hiểu được cái ý là sao? Là giống như Đức Phật nói là giữa cái thức ăn đó, mà cái người nếm thức ăn bằng lưỡi và cái người nếm thức ăn bằng muỗng. Muỗng là sao? Muỗng nó cũng múc thức ăn đó, nhưng mà cái muỗng này nó không có biết cái món thức ăn này là mặn hay là lạt, thấy không? Bùi hay béo nó không biết. Là muốn nói sao? Chúng ta cũng đọc văn tự đó mà chúng ta chỉ đọc suông, chứ chúng ta không hiểu ý gì hết. Còn hôm nay đó mình nếm Phật Pháp mà mình hiểu được, mình nhận được là giống như mình nếm thức ăn bằng cái lưỡi. Thì lưỡi chúng ta mới phân biệt được cái món này nó mặn, nó lạt, không, nó chát, nó bùi. Là Đức Phật nói chúng ta phải nhận đạo bằng lưỡi chứ đừng nhận đạo bằng muỗng. Tức là chỉ múc thức ăn chứ thật ra là không hiểu gì hết. Còn cái lưỡi chúng ta nếm thì mình mới nhận thức được cái mùi vị cái đó. Còn nói gì mình nhận được không? Cái lưỡi mình nếm thức ăn không là không biết. Nãy mình uống cái ly gì, ly hột é là biết nó ngọt rồi, thấy không? Rồi mình uống cái ly cam biết nó ngọt ngọt chua chua, thấy không? Mình ăn cái bánh gì, cái bánh gì tròn tròn đó, bánh tiêu đó thì mình biết nó cũng ngọt ngọt mặn mặn gì đó, 2-3 vị trong đó. Thì hôm nay cũng vậy, đây là lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, tức là cái người đã nếm được, nhận thức được cái mùi vị của đạo là cái giai đoạn thứ hai rồi, chứ không phải giai đoạn đầu đâu. Giai đoạn đầu chúng ta chỉ mới đọc văn tự thôi. Do vậy mà chỗ khác thầy nói sao, là thầy so sánh sao? Đạo hiểu rồi ngón ta gói nem, tuy cõi thế lắm lem trần tục. Tức là cái đạo mình mà hiểu rồi thì nó ngon, giống như gỏi nem vậy đó. Rồi tiến bộ hơn nữa, cái thầy nó mùi đạo diệu gỏi nem khó sánh. Mình tiến bộ hơn nữa là đây chỉ là cái thức ăn bên ngoài, không thể nào sánh được với đạo. Cho nên cái câu này nó rất là thâm thí. Mình giảng một phần nào đó thôi chứ thật ra nó ý nghĩa nhiều lắm. Cho nên trở lại là lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh. Tức là con quý vị đây mới tu phải dựa vào văn tự. Nhưng khi quý vị và con đã hiểu được đạo rồi là chúng ta đi đến một cái giai đoạn trạng thái nó cao hơn, tức là không còn dựa vào văn tự. Giống như trong Bát Nhã chia ra nhiều giai đoạn. Thứ nhất là gì? Văn tự Bát Nhã. Mình nhờ cái trí tuệ, mình phải đọc kinh đọc giảng mình mới có trí tuệ nè, mình nhờ đọc giáo lý thầy mình mới thông sáng đây. Thì đây là giai đoạn đầu gọi là văn tự Bát Nhã. Rồi đi đến giai đoạn thứ hai thì gọi là cái gì? Gọi là quán chiếu Bát Nhã. Tức là khi đọc giáo lý thầy rồi mình nghiền ngẫm trong đó, mình hiểu được. Đây là cái giai đoạn quán chiếu suy nghĩ. Giai đoạn thứ ba mình nghiền ngẫm xong cái mình tu, tu theo những cái gì mà mình đã học đó, mình đã hiểu đó, thì gọi là thật tướng Bát Nhã, là mình đi đến giai đoạn chứng đắc. Bây giờ con nói một cái ví dụ như vậy nè quý vị. Nói lần nọ có cái bà cụ này, bà có đứa bé đi học. Cái về cái bà cụ bà hỏi chứ bữa nay con đi tới trường thầy cô dạy con cái gì? Cái nó phanh tay lại nói dạ thưa bà, thầy cô giáo dạy con cái câu là công trai núi Thái Sơn, nghĩa mẹ nước trong nguồn chảy ra. Cái bà mẹ bà hỏi nhưng mà bây giờ con thuộc rồi đó, nhưng mà thôi con giải thích cho mẹ biết coi, cái công trai như sao mà gọi là núi Thái Sơn, rồi cái nghĩa mẹ sao mà gọi là như nước trong nguồn chảy ra. Cái nó cũng phanh tay là nó cũng đọc y thinh là công trai như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ nước trong nguồn chảy ra. Cái mẹ mới nói không, cái đó là cái câu suông, nhưng mà mẹ muốn biết cái ý nghĩa trong đó đó. Thì cái đứa bé này nó đâu có biết giải thích ý nghĩa phải không quý vị, nó chỉ thuộc đó thôi. Chứ còn giải thích cái công cha làm sao mà như núi, cái nghĩa mẹ làm sao như biển, thì phải là cái người lớn thì mới giải thích được. Công cha như núi, như biển là bởi vì cha mẹ nuôi chúng ta 9 tháng cu mang 3 năm bồng ẩm, công cực khổ biết dường nào, thì mới so sánh như sông như biển được. Nhưng mà đó là người lớn mới hiểu được cái ý nghĩa như vậy. Còn đứa bé thì nó chỉ thuộc là công cha núi Thái Sơn thôi, chứ còn hỏi ý nghĩa sao thì nó không biết. Vậy thì cái văn tự Bát Nhã là cái giai đoạn đầu, giống như chúng ta như đứa bé đọc lại cái câu nguyên văn. Mà cái thật tướng Bát Nhã và cái quán chiếu Bát Nhã là chúng ta phải là người lớn, chúng ta mới hiểu được cái công ơn cha mẹ giống như trời cao biển rộng, tức là cái giai đoạn tiến bộ hơn. Vì vậy mà giờ này đồng đạo mình tu, mà đồng ý là thời gian qua mình đã đọc kinh giảng rồi, mà giờ này cho dầu không đem kinh giảng ra mà chúng ta vẫn hành sự đúng với đạo, là chúng ta đang ở một cái giai đoạn tiến bộ đó. Giống như ngoài đời người ta dạy cho mình cái bằng lái xe đúng không? Cái người công dân Việt Nam muốn tham gia giao thông phải đi học bằng lái, học luật. Đặng mình nhìn mấy cái biển đó, ví dụ đến cái khung đường này không được qua mặt, rồi đến cái biển này không được dừng xe, có khu dân cư, rồi nơi trường học trẻ em, nơi chợ búa, đặng mình biết mình chạy cho nó đúng, phải đi học. Thì khi chúng ta đầu tiên là chúng ta đi học, chúng ta nhớ biển chúng ta sau đó, nhưng mà khi mà chúng ta thâm nhập rồi thì chúng ta gặp cái hoàn cảnh nào tự dưng chúng ta biết xử sự theo, chứ không cần phải dở luật ra coi hay là ôm lại những gì mình học, mà chúng ta đã thâm nhập vào trong đó rồi. Cho nên ở đây tôi nói làm sao, tức là khi đạo mà chúng ta thâm nhập vào não rồi thì khi gặp hoàn cảnh tự động con và quý vị biết cách ứng xử như thế nào cho nó phù hợp với cái người đạo, không cần phải dở bài dở ra để mà mình coi lại nữa. Rồi thêm cái dẫn dụ nữa, ví dụ như cái người mới đi học thợ nấu đó thì người ta phải dạy mình sao, ví dụ như cái nồi canh chua mà nó khoảng 3 lít đi, đúng không? Thì mình phải nêm bao nhiêu muối, bao nhiêu đường, rồi coi như là bao nhiêu bột ngọt, tức là nó có chuẩn vậy đó. Nhưng mà khi cái người thợ nấu người ta đã thuộc bài rồi, có cần phải công thức gì không quý vị không? Ta nhìn cái nồi đó là ta bóc nhiêu ta bỏ lại rang, tức là chúng ta đã thâm nhập. Thì cái tu cũng vậy, tức là khi đạo quý vị và tôi đã hiểu được rồi, tự động khi có cái hoàn cảnh gì xảy đến là chúng ta biết ứng xử cho nó đúng với hoàn cảnh đó liền. Đó là chúng ta ở giai đoạn tiến bộ. Chứ giờ này đâu còn đem công thức, đâu còn đem cái bài bản ra để mà dòm theo đó để mà áp dụng, không có. Giờ này thâm nhập rồi, hiểu hết rồi. Cậu nói vụ gì mình nhận được không? Yeah. Yeah. Nói đạo nói ngay cái 12 giờ trưa ha. Vậy thì cái câu này cái nghĩa nó rộng lắm. Cho nên trở lại là lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thể đây. Nếu mình nói thêm phải kể những cái câu chuyện của các vị mà thiền sư ngày xưa này kia rồi đó. Như là cái câu chuyện cụ thể là câu chuyện của ngài đó là Hương Nghiêm thiền sư và cái ngài Bách Trượng quý vị ha. Tổ Quy Sơn chứ, Tổ Quy Sơn và Hương Nghiêm thiền sư, tức là ông này ổng là pháp sư, trước kia ông là pháp sư đó. Ai hỏi một thì trả lời 10 mà ai hỏi 10 trả lời 100, thông thái lắm quý vị, mà thông thái trên kinh điển thôi. Thì lần nọ gặp Tổ Quy Sơn mới hỏi vậy chứ cái bản mặt thật trước khi cha mẹ ông sanh ra ông là ai, nên gặp mình mà hỏi câu này chắc cũng bó tay luôn quý vị. Ví dụ bữa nay đồng đạo nào hỏi quý vị mình câu này quý vị mình tính sao? Nó thôi cái này để về tu vài chục năm nữa, sẽ câu này khó quá. Cho nên đó là Hương nghe là Tổ Quy Sơn mới hỏi như vậy, thì Ngài không biết trả lời, bị cái câu này nó không có trong kinh điển. Ngài xem hết kinh này tới kinh nọ mà cũng không thấy cái chỗ kinh điển nào giải thích được cái câu này trước khi cha mẹ, cái bản mặt thật trước khi cha mẹ người sanh ra người lạ. Thế nên ông mới bỏ chùa đi, đốt kinh, xem kinh sách mà không hiểu, đốt hết kinh sách tới một cái ngôi chùa quan ở đó, vừa làm vừa tu, để mong là giải thích được, tìm hiểu được cái câu này. Thì bữa nọ ông ra sao ông vừa cuốc đất trồng rau để ăn tu đó quý vị, thì ông mới nhặt được cái miếng sành, ông ném vào trong cái bụi tre. Thì khi mà cái miếng sành nó chạm vào bụi tre từ trên cao nó rớt xuống lẻn kẽn, thì lúc đó Ngài liền hiểu đạo. Ngài mới nói là 4 câu là tiếng kêu tâm buông hết, thói cũ dứt đi rồi, còn đâu điều ràng buộc, đường cũ thảnh thơ chơi. Tức là Ngài đã nhận được. Cho nên áp dụng ngay câu là lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh. Vì trước kia xem kinh mà không có chỗ nào giải thích được cái câu này trước khi cha mẹ người sanh ngươi là ai, thì đâu giải thích được. Nhưng mà khi Ngài đến một cái ngôi chùa đó Ngài tu, tự nhiên Ngài hiểu được chỗ này. Cho nên chứng minh vào chỗ là lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh. Khi chúng ta đã nhận được rồi thì mình không cần phải dựa vào văn tự nữa, thì cũng thấy bổn lai diện mục. Bổn lai diện mục là gì? Đây là cái từ trong Phật học, nhưng mà thật ra muốn nói cho cái Phật tánh của mình đó, cái bản năng giác ngộ của chúng ta, cái trong đạo Phật thì gọi là tạng Như Lai tánh đó quý vị. Ai cũng có cái tánh này hết, tức là cái tánh giác đó. Mà cái tánh giác chúng ta đó bị vô minh nó vọng tưởng, thầy nói làm sao? Bị vô minh vọng tưởng dại tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Cho nên hôm nay mình tu là mình tìm lại cái tánh giác của mình, cái tánh sáng suốt vốn có của mình, chứ đâu phải ai đem tới cho mình mà tự mình có. Cho nên trong cái sách thánh nó nói câu Đức Thầy nhắc lại là sao? Người mới sanh tánh thiện trời dành. Ai mới sanh ra cũng đều có cái tánh giác, cái tánh thiện hết. Nhưng mà tánh giác, tánh thiện nó bị mất là do đâu ạ? Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh. Lớn lên cái mình tập theo thói hư tật xấu, làm nó che mất đi cái chân tâm của mình. Thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Mặc tình đời dèm xẻm, ghét ưa rừng kinh kệ, ít người hay chữ. Vậy thì hôm nay là thì cũng thấy bổn lai diện một, tức là khi con nhiều quý vị mình đã đến cái giai đoạn ngộ rồi, thì cho dẫu chúng ta không cần tham khảo kinh sách đi chăng nữa, nhưng mà nói như vậy là không phải vậy. Tức là mình phải tham khảo kinh sách trước rồi sau đó mình mới ngộ, chứ không ai đương không mà ngộ. Thì khi ngộ rồi thì chúng ta không còn dựa vào kinh sách. Lúc này là mình giống như nãy mình nấu canh chua đó, mình học theo cái bài bản, bây giờ bỏ bài bản rồi mà vẫn không đi lệch, vẫn làm đúng. Để nói tới đây chúng tôi dẫn chứng cho quý vị mình một cái ý nữa để chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Ngài Khổng Tử Ngài nói câu thế này là Ngài từ 15 tuổi đã chuyên học tập, đến tam thập Nhi Lập 30 tuổi lập trường mới vững, tứ thập Nhi Bất Hoạt 40 tuổi đó là không còn ngờ vực, 50 tuổi là ngũ thập Tri Thiên Mạng, 50 tuổi là biết được cái lẽ trời đất, lục thập Nhi Nhĩ Thuận 60 tuổi đó là tai nghe thuận lẽ trời, thất thập Nhi Tòng Tâm sở dục bất vô cũ 70 tuổi chiều theo lòng ham muốn cái thế gian mà không vượt khỏi đạo lý. Đây là cái chỗ chứng minh chỗ này là thì cũng thấy bổn lai diện mục. Là chứng minh sao? Tức là Ngài nói tới cái tuổi 70 rồi đó, Ngài cho cái lòng thế, cái lòng của mình đó muốn làm gì làm, nhưng mà không bao giờ vượt khỏi đạo lý. Đây là giai đoạn siêu nha quý vị. Còn mình giờ mà mình buông cho lòng mình muốn làm gì làm, nó vượt không? Nó vượt mất tiêu à. Mình kìm gần chết đây mà nó còn bị vượt ra ngoài, huống chi mà để cho nó bung lung là vượt. Nhưng mà các Ngài đã đi đến giai đoạn thuần rồi, Ngài không còn làm kiềm chủ nó nữa, nhưng mà nó vẫn đi đúng. Là muốn nói cho những vị mà đi đến giai đoạn thuần. Bây giờ mình nói một cái tỷ dụ nữa đi. Bây giờ ví dụ như hồi xưa mà mình ăn mặn đó, phải không? Khi mà mình ăn chay mình kìm hãm gần chết, phải không? Mình nhịn nhục gần chết mình mới ăn chay được, thèm cá, thèm đủ thứ, không? Khổ sở biết bao nhiêu. Nhưng mà khi bây giờ mình ăn chay nó thuần thục, nó quen rồi đó, cho dầu có ai có đem lại trước mặt mình cũng không ăn. Mình có ngồi chung với người ăn mặn mình cũng vẫn bình thường, vì lòng mình đã thâm nhập rồi. Hay ngày xưa mình ghiền những cái món về ở ngoài thế gian, ví dụ như số bài bạc gì đó, mà muốn trừ bỏ là chúng ta phải cân nhắc, chúng ta phải nhiều cái năng lực, nhiều cái cố gắng chúng ta mới bỏ được. Nhưng con quý vị mình đã đến giai đoạn thuần rồi thì lúc này mình buông lỏng nó mà mình vẫn không bị sa vào. Bây giờ con nói cái tỷ dụ đi, như nãy chạy xuống đây thấy ngồi đám cưới đó, trên này có cái đám cưới đó, ca hát ăn uống vui vẻ, người ta vui thấy ghê đúng không? Mà giờ cái cô đồng đạo nào, cái bà đồng đạo nào mà cho đi vô trong đó đó, giờ quý vị mình thấy mình có vui với người ta không? Vui không? Trả lời thiệt coi. Không phải không? Không thì cho một tràng pháo tay. Cái người nào mà không đó là cái người đó thâm nhập rồi đó. Bây giờ có mướn cho tôi, ví dụ như lỡ, ví dụ mình nói cư sĩ đi, đôi khi ra ám tiệc con cái phải đi đó, mà lại đó là đi thật ra không cảm giác, không vui, mà mình không đi mất tình nghĩa, thật ra mình lại đó là nó không có còn cái cảm hứng gì nữa quý vị, đúng không? Mà bổn phận phải đi thôi. Còn cái người mà người ta ham là trước đó 7 bữa chuẩn bị đó, này sắm bộ đồ à, trang sức coi đi đổi lại, bữa nay cái nhợ dây chuyền này nó cũ rồi đổi lại cái mẫu mới không, rồi nhẫn gì kia phải đổi lại này kia, đặng chuẩn bị 7 ngày tôi đi đám cưới. Ngoài thế gian là cái niềm vui người ta nhiêu đó, người ta háo hức lắm quý vị. Đúng rồi. Thì đó là mình nói cho những người mới đó. Còn khi đồng đạo mình và tao tu lâu rồi đó, tu lâu rồi là sao? Có cho lại đó cũng không có ham nữa, bởi vì mình thấy cái vui này nó không có còn hấp dẫn với mình. Mình thấy nó tạm bợ mà nó là cái gì đó thật ra nó không đem tới nghĩa. Mà khẳng định cái câu này Đức Thầy nói nè, nếu cái người nào mà ham vui theo những cái tầm thường của thế gian là vĩnh viễn cái người này phải luân hồi hoài. Nguy hiểm không? Thầy khẳng định sao? Mãi say sưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống. Vì cái người nào mà ham theo cái vui của thế gian thì Thầy nói kiếp kiếp đời đời lên xuống hoài, luân hồi sanh tử gì mình chưa vượt ra khỏi cái tầm thường này. Còn mấy cô mình mà tu sao mà ta thả vô đó bình thường, không ham, không có cảm nhận gì hết trơn rồi, chắc ăn về Phật à. Bởi vì cái vui này nó không còn hấp dẫn mình nữa. Rồi ngược lại đó, một cái người chưa giác ngộ tu mà kêu người ta đi lại cái đám làm tần này, đi tại vì tình nghĩa sớm tôi phải đi, mình đi lại sao tôi buồn quá, gặp mấy ông đạo bà đạo nói cái gì tôi nghe không được, mà ngồi nó buồn hiu, vô đây mặc áo tràng ngồi gì đâu mà sao nó trang nghiêm quá, tôi buồn quá, đúng không quý vị? Rồi con nói cái tỷ dụ bây giờ cái người đó đó mà mai mốt mà mất đó, đúng không, bỏ xác đó, ông Phật ổng có từ bi chăng nữa, ổng có rước về cõi Phật cái người này ở được không? Vì thấy gì mình thấy được không? Chắc con nghĩ là không quá. Bởi vì đi lại đây mà thấy buồn vậy bển, rồi thấy ông Phật ông tiên nào cũng ngồi trong ngóc đó, rồi làm sao người ta chịu nổi, người ta cũng phải buồn. Cho nên cái lòng từ bi là Đức Phật dạy chúng ta là phải niệm Phật từ 1 tới 10 để được vãng sanh. Nhưng mà thật ra con nói tóm lại là phải có tu mới về cõi Phật ở mới được. Chứ bây giờ nội đi lại cái đám dỗ đám làm tần mà người ta còn thấy buồn, rồi về bên Phật làm sao được? Thì cái cảnh Phật nó cũng giống vậy thôi, nó cũng trang nghiêm thanh tịnh, không có cái cảnh quyên náo ồn ào, mà người nào cũng trang nghiêm hết. Thì cái người không sống được cái trang nghiêm là về Phật ở không được. Đó là điều thực tế thôi à. Bây giờ con nói một cái tỷ dụ quý vị mình thấy. Có vài lần con hỏi thăm một số quý vị trên con, có gia đình này điền chủ nha, giàu lắm, đất đai không biết nhiêu ngàn công. Cái người ta thấy ở Việt Nam ở, người ta sợ cướp này kia, không vấn đề an ninh đó, ta bán hết đất đai tài sản giao, ta đi nước ngoài người ta ở. Tới chừng đi nước ngoài rồi cái bà chủ bà về bà nói mấy người sớm nó chè ngồi biết gì, tôi ở Việt Nam sướng hơn, đi qua bên đây gì đâu mà không biết tiếng Anh, không nói chuyện với ai, ra ngoài đó người ta cứ yes no ok này kia, tôi có biết cái gì đâu, rồi tôi không biết lái xe, tôi cũng không biết đi đâu hết, thành ra tính ở bên Mỹ nó sang tiền bạc này kia mà buồn gần chết. Mà giờ lỡ nhập quốc tịch bển sao về đây được, lâu lâu về thăm chứ đâu ở được. Thì là cái gì? Tức là chúng ta thấy một cảnh thế gian mà chúng ta không thích nghi được, chúng ta ở cũng không được. Thì làm gì cái người không giác ngộ, không có cái sự mà sống trong cái môi trường đạo, giàu cho ông Phật, ông Tiên có từ bi đưa về bển, thật ra cũng không ở được. Muốn ở được cái cõi Tiên, cõi Phật là phải tu trước. Lại cái chỗ quan cảnh đạo mà tâm mình cảm thấy thoải mái, an vui, cảm thấy thích thì chúng ta mới có thể về Phật được. Đó là cái điều chắc ăn, thực tế vậy thôi chứ không cần nói chị mông lung xa vời hết. Giống như quý vị mình thấy có những đồng đạo tu thời gian cái người ta giải đãi, mà khi giải đãi rồi lại đám tự nhiên cảm thấy không thích nữa, mà cái tâm lúc nào cũng mong về nhà đặng mà bươn chải ra đời đi kiếm tiền, hay giao du bạn bè ăn uống rồi vui vẻ bài bạc gì đó, những cái chuyện ngoài thế gian. Chứ còn sống trong cái khuôn viên đạo là cái tâm người ta không hòa nhập được, đó là chưa giác ngộ. Thì ra cái câu này nó ở cảnh cái câu cao lắm, nhưng mà con muốn nói những cái chuyện thực tế để chúng ta dễ nhận. Thì trở lại đó là lòng ngộ rồi, chẳng đợi nhiều kinh ngộ, tức là đã hiểu, đã nhận được rồi, thì chúng ta cho dầu không xem kinh sách, chúng ta vẫn hành sự đúng, thì cũng thấy bổn lai diện một. Tức là thấy được cái bản mặt thật của mình, thấy được cái giác ngộ của mình, thấy được cái Phật tánh của mình. Đó là cái mục đích cuối cùng mà người tu chúng ta đạt đến, là đi đến chỗ thành công. Thì thôi cái câu này con chỉ chia sẻ tới đây thôi. Quý vị nào có thắc mắc thì mình nêu lên, nếu không thì mình cho qua cái câu này. Nếu như còn thời gian mình cho qua câu khác ha. Rồi trong hội trường này có một vài đồng đạo có công việc gì đó, thì thôi mình không có thời gian dự, mình cứ về. Rồi đồng đạo nào ở lại thì mình sẽ dự những cái chương trình tiếp theo. Thì đến đây con xin dừng lại câu này. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Hỏi địa thường hai câu. Dạ. Niệm Di Đà gác niệm cho gần thì mới được sống coi tiền thánh. Đi được rồi đấy. Tiếp theo chương trình này xin hỏi đệ hường hai câu. Niệm Di Đà gán niệm cho gành thì mới được sống coi tiên thánh, niệm như thế nào mới gành? Nhờ đồng đạo giải ra để cho đồng đạo nghe chung. Xin mời quý chú quý cô bên ngoài mới đến, mời quý cô quý chú chúng ta cùng ngồi ghế để xây lại cái hội trường tiếp đó ha. Buổi trưa thấy nóng nực mà mấy cô ủng hộ chương trình Phật Pháp gì, xin rất là biết ơn, thấy cảm nhận được tấm lòng của mấy cô. Câu gì cô niệm Di Đà hả? Rồi, kính thưa cô chú, thì tiếp tục chương trình giải đáp nghi vấn hôm nay. Thì cô Út đưa lên hai câu, đó là niệm Di Đà gắn niệm cho gần thì mới được sống coi tiên thánh. Tại sao niệm Di Đà là niệm Phật mà không được là coi Phật mà là coi tiên thánh? Rồi giờ đây xin trân trọng Huynh Út trình bày qua hai câu giảng trên. Rồi, xin trân trọng kính mời. Nam Mô Đà Phật. Thì thưa các bác anh chị em, thì vừa rồi chúng ta cũng trên dưới con đội khoảng hơn nửa tiếng ha, mình trình bày một cái câu, hai câu giảng lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy chúng ta diện mục. Thì trong cái đám làm tuần đó, phải đám dỗ quý vị, người tới trước người tới sau, thì cô bác nào có cái duyên dự